Đây. Hôm nay đi Kyoto, hai con thú bông này mà chụp hình là bên sở động vật nó sẽ lụm về luôn. Dễ đâu đây? Kyoto hả? Ba trăm một trăm. Thông cảm nên tìm tàu. Hơi lúa, hơi vàng chút xíu. Tàu tới rồi. Trong đây mình sẽ có để cảnh không gian đời sống hơi nhiều để dành cho những bạn nào có thể tham quan được cảnh không khí ở bên Nhật nó ra sao. Đây, mình sẽ đi cái tàu này. Tàu này là tàu nhanh. Đó, 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 bà vợ mình đang không chắc đúng tàu cho nên hỏi. Mà bác đó rất là dễ thương. Chị rất là tận tình, coi vẽ nguyên cái tờ giấy luôn này nè. Vẽ nguyên cái bản đồ sợ mình bị lạc. Sẽ đi tàu này. Đây, bắt đầu từ từ ra ngoại ô rồi nha mấy bạn. Hãy xem khung cảnh, không gian, kiến trúc, tất cả mọi thứ. Nhiều khi mình sẽ thấy được một cái gì đó hay ho để mình áp dụng cho căn nhà của mình hoặc là khung cảnh, khuôn viên. Đây là thời điểm này là vào gần cuối thu rồi, gần cuối tháng 11 rồi. Đó, có những cái hàng cây lá chuyển màu đỏ, màu vàng, rất là lãng mạn. Mùa này cái cặp đôi đi theo đi chơi sẽ rất là lãng mạn nha mấy bạn. Thank you.
đó, đây là những cái tòa nhà chung cư mình nghĩ vậy, tại cái khu mình ở nó cũng giống vậy, kiểu như căn hộ cho thuê hoặc là chung cư mà cho thuê, mình đoán vậy thôi nha chứ mình cũng chưa có rành lắm đâu. Nhưng mà mình nghe có người nói là do bên đây những cái căn hộ như vậy, cái vách rất là mỏng, do cấu trúc bên đây hay động đất cho nên họ không có xây kiên cố. Tuy là thấy như vậy nhưng mà những cái căn hộ kế bên nhau nói chuyện lớn là nghe rất là ồn, hoặc là tiếng động mạnh ở trong nhà là sẽ nghe được hết, giống như cái căn hộ mình đang ở. Thành ra bên đây mọi thứ nhẹ nhàng im lặng, mình mà nói chuyện lớn hoặc mở nhạc lớn sẽ gây ồn kế bên, thì họ sẽ báo police, cho nên là mọi thứ đều nhẹ nhàng hết. Một không gian rất là bình yên ở khu mình cũng vậy. Buổi sáng là ngoài đường rất là vắng, tại vì hầu như mọi người đi làm là ở dưới lòng đất chứ không có ở trên mặt đất, nên buổi sáng các bạn có thể đi dạo vòng vòng hoặc là chạy bộ rất là thoải mái. Vừa qua cổng tàu điện là bạn sẽ thấy cái hướng vào khu Arashiyama để mình tham quan. Nhưng mà bây giờ mình kiếm gì ăn đã. Cà phê. Uống. Đây. Bánh rán của Doraemon. Nhưng mà thôi, không ăn này đâu. Hôm nay là thứ 6 nhưng mà rất là đông. Mình nghĩ chắc thứ 7 Chủ nhật nó còn đông nữa. Đầu khi vô sẽ gặp một cây cầu này, rất là đẹp. Khung cảnh ở đây rất là đẹp. Ủa, sao nó rụng hết rồi nè. Lá nó rụng hết rồi. Đó, có hai chàng trai cô gái rất là nhiều vào đây chụp ảnh bằng những bộ kimono, những cái bộ đồ truyền thống rất là đẹp. Còn hai thanh niên kéo hai vali này cũng chắc là trang phục ở trong đó để vô trong chụp hình quá. Nghi lắm. Giờ đi hướng nào chú?
Không, tôi nghĩ đây, xe kéo bằng sức người. Hình ảnh này rất quen thuộc, vì đó là nền văn hóa có từ lâu đời, cũng là cách để đất nước Nhật Bản lưu giữ nền văn hóa dân tộc, nhắc nhở người dân luôn nhớ về lịch sử của dân tộc mình. Xe kéo xuất hiện vào thời Minh Trị và phát triển thời đại chính, chiêu hòa và vẫn lưu giữ cho đến ngày nay. Giữa không gian hiện đại vẫn có hình bóng của nền văn hóa xưa, đó là cách gìn giữ nền lịch sử lâu đời của Nhật Bản một cách tinh tế sâu sắc. Nói về phu kéo xe, phu kéo xe ngày nay không những là các thanh niên khỏe mạnh mà còn có một trình độ kiến thức sâu rộng. Họ có thể giao tiếp với bạn rất là tốt, có thể nói tiếng Anh với bạn hoặc tiếng Nhật. Có thể nói các phu kéo xe Nhật Bản ngày nay hội tụ đầy đủ yếu tố tài năng và sức lực. Nghề kéo xe Nhật Bản rất được trân trọng và mọi người cũng rất quý mến chàng trai, bởi các chàng trai này không những có kiến thức thân thiện mà còn đang bảo lưu duy trì nét đẹp văn hóa Nhật Bản, và thu nhập không hề trung bình đâu nha các bạn. Chuyện lớn này mình không biết là dịch vụ gì. Những người này rất là thân thiện, mỗi lần đi ngang là mình thấy vẫy chào những cái người khách du lịch ở trên cầu rất là vui. Đó, họ chào những khách du lịch ở trên cầu. Đây là bãi thuyền, cho thuê thuyền. Một watt, một tiếng, xin tám. Đây là bến thuyền. Mấy bạn có thể thưởng đi thuyền trên sông, cũng là một sự lựa chọn của rất nhiều khách du lịch. Mùa cuối thu này thì rất là đẹp. Một tiếng, một xin tám nha quý vị. Sao bà đeo vô, bà đeo ra, hỏi mặt tầm lem giờ á. Lá phong, cái này là cây lá, cái cây đặc trưng của Nhật Bản. Lá đỏ, cái lá đặc trưng của Nhật Bản. Đây là bây giờ đi ngang cầu, à, có một cái đập nhỏ. Ngọn núi ở phía kia gọi là núi Arashiyama. Đó, mình sẽ đi về hướng bên đó. Lịch sử của cầu Togetsukyo bắt nguồn từ khoảng 1.200 năm trước. Cây cầu đầu tiên được xây dựng bởi một nhà sư Phật giáo. Gió thổi lạnh mặt luôn. Gió thổi muốn quyền sòn với nó luôn. À, những bạn nữ kimono rất là xinh xắn. Do ở bên đó có một cái cây rất là đẹp, một cái cây rất là bự, lá vàng. Nhưng mà mình đi ở bên trái này trước. Phía thẳng đó là làng cổ. Để một hồi nó đói bụng thì sẽ quay qua bên đó ăn lại vừa. Và bây giờ cũng còn hơi no và mới ăn đằng kia. Mời các bạn ngắm cảnh.
bác rất là thích chơi thuyền. Ờ đó, chiếc thuyền trang trí quá trời, rất là đẹp nha bạn. Nguyên một bàn ăn ở trên thuyền. Đây, còn này là hiện đại. Đây, ở trên núi mình lên một chút mà trên nó, trên đây nó có, trên đây sẽ có rất là nhiều cây lá đỏ rất là đẹp. Còn các bạn hả, các bạn gì mình không biết. Đây là đường đi vào rừng trúc Arashiyama. Từ từ cháu qua đi. Thôi, ghê rồi. Ấm u rồi. Nắng lên thì nó đẹp. Nhưng mà các bạn nên đi vào trưa, 11, 12 giờ trưa mình nghĩ vậy. Nắng nó sẽ ngay đỉnh đầu thì cái rừng trúc này nó sẽ sáng lên thì nó sẽ đẹp, giống như trong hình mình hay coi. Còn mình đi ở trong đây tối thui tối hù nha mấy bạn. Và nếu mấy bạn mà có chụp hình đi chăng nữa thì hình nó sẽ bị noise, do ở trong đây rất là tối với lại rất là đông người. Mình nghĩ là không biết là cái thời điểm nào đi ít người thì nó sẽ chụp hình nó sẽ đỡ hơn, sẽ đẹp hơn, đông người lắm. Đi 12 giờ trưa nắng xuống trực tiếp trực diện đỉnh đầu thì có cái rừng tre này nó mới sáng nổi. Nghĩ là đi buổi sáng mà nắng xiên với lại chiều kiểu này là trong đây tối thui tối hù. Đây là khu vực thành phố buồn. Ở đi trên dọc cái con đường này có rất là nhiều chùa, nhưng mà mình thấy trễ rồi, mình phải về nên mình đi luôn chứ mình không có ghé tham quan. Đây là lý do, trên đường này rất là nhiều chùa nhưng mà đây là lý do. Đi quá mà. Quá đúng quá đói. Vừa đuối mà vừa đói. Mà phải đem theo đồ ăn, chứ nếu không là sắp hàng tháng mùa nội luôn cũng chưa ăn được nữa. Phải nhớ đem theo đồ ăn. Nó có một cái đường riêng để dành cho xe kéo, chỉ xe kéo mới được đi đường riêng đó. Họ giữ lại nét văn hóa rất là tốt. Đây là khu bắt đầu vô cái khu làng phố cổ. Hình như là phố cổ này là những ngôi nhà này được giữ lại từ cái thời xưa lận. Yeah.
đông đi. Ăn qua đây ta chưa đi. Nó mua gì làm cái giống này. Đây, những cái kem nhìn rất là hấp dẫn. Mình sẽ ăn những cái kem này. Bên đây đặc biệt là những cái quán ăn là họ sẽ làm những cái mô hình như thật như vậy để cho kích thích thực khách và khách hàng dễ hình dung trước khi thưởng thức cái món đó, rất là hay. Này này là gì? Kìm. Ồ. Này là con gấu lai nha. Quốc gấu. Lại lại trời hai ba. Yeah. Yeah. Ăn chưa khen dữ vậy. Mình là nhân viên ngày trước là nhân viên cũ cửa hàng là sẵn bị nghe cửa hàng. Đi về đây, hướng đi về mình đi một vòng. Hôm nay mình đi tham quan ít à, do thời gian ít với lại một hàng cây cổ thụ đổi màu rất là đẹp kế bên bờ suối, được rất là nhiều người đi lại khu vực này để chụp hình. Khu này là khu gì? Arashiyama-des. Đi một ngày đắm đuối. Đi xui rồi. Nhưng hãy một lần đến Kyoto, cái nôi của mọi thứ đã và đang là Nhật Bản. Ẩn mình trong dãy núi Tanba, Kyoto, cố đô của Nhật Bản, là sự tương phản tuyệt vời giữa cũ và mới, hiện đại và truyền thống, năng lượng và sự thanh bình. Kyoto có nhiều di sản trên thế giới, trên mét vuông hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, nơi có hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại của Nhật Bản. Những con phố với những ngôi nhà gỗ truyền thống và những ngôi đền chùa bao quanh bởi những cây hoa anh đào, đầy những viên ngọc, bạn có thể khám phá mọi ngóc ngách. Mọi ngóc ngách ở đây đều là một sự huyền bí. Tại vì đây là một thành phố của khoảng 2.000 ngôi đền. Vì vậy, ngay cả trong sự náo nhiệt của hiện đại, vẫn cảm nhận rằng đây là trái tim tâm linh của Nhật Bản.